Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Chiều ngày mùng 4 Tết năm Giáp Thìn, tức là thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua tôi có nhận được một email của một người bạn ở bên Mỹ gửi cho tôi với một tựa đề như thế này đây. Tôi xin gửi hình ảnh email đó và nội dung mà người đó hỏi tôi và tôi có trả lời như thế nào. Đây là hình ảnh mà email người bạn gửi cho tôi. Người bạn cho tôi xem thấy bài viết này ở trên các diễn đàn Việt ngữ. Họ dịch bài báo này từ bên phía của Trung Quốc, nhất là các bài báo đăng ở trên Pháp Luân Công. Đó là hình ảnh email mà người bạn gửi cho tôi. Thì quý khán thính giả đã thấy rõ ràng tựa đề mà một số bài báo ở bên hải ngoại có đăng, đó là Trung Nam Hải sắp có biến động nhân sự to lớn chấm hỏi. Ai cũng biết chữ Trung Nam Hải, tức là tòa nhà Quốc hội, nơi quyền lực nhất của Trung Quốc ở tại Bắc Kinh. Ý nói rằng là có biến động nhân sự ở tại Bắc Kinh hay không đó. Thì người bạn có hỏi tôi, anh Hùng ở bên Việt Nam chắc kỳ này không theo dõi thời sự những gì dư luận ở hải ngoại nữa phải không? Thì tôi trả lời, tôi vẫn theo dõi thời sự khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở hải ngoại, tin địa phương như ở Houston, tôi vẫn theo dõi. Rồi nói rằng là tôi về Việt Nam rồi cho nên không dám nói những cái sự thật liên quan đến những vấn đề như là Trung Quốc hoặc là Việt Nam theo cái khuynh hướng và tự do ngôn luận ở bên Mỹ phải không? Tôi trả lời không phải vậy, tôi vẫn là tôi. Tôi về Việt Nam hay là tôi ở Mỹ cũng vậy, tôi nói tự do ngôn luận theo luật pháp của nơi đó. Tôi tôn trọng thể chế thì tôi nói theo luật pháp ở nơi đó. Những vấn đề của nước Mỹ có những vấn đề tôi biết mà tôi không nói là tại vì tôi tôn trọng. Và có những vấn đề tôi nói là vì luật pháp ở nơi đó cho phép nói. Nên những vấn đề của Trung Quốc hoặc là của Việt Nam tôi vẫn nói. Những vấn đề gì thuộc về quyền tự do ngôn luận tôi vẫn nói. Còn mà nói đó để mà câu view, để mà câu like thì tôi né. Nó không phải là phạm vi về vấn đề mà đưa tin. Ý cái người mà hỏi tôi kỳ vừa rồi, chính cái người đó cũng hỏi tôi tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Đó là kỳ vừa rồi, trước khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện ở tại cuộc họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội á, thì nhiều người có những cái sự đồn đoán, tôi biết, tôi nghe. Tôi có nghe. Nhưng tôi có trả lời với người đó là tôi làm sao biết được là chuyện đó thiệt hay giả. Tất cả đều là tin đồn hết, làm sao biết là thiệt hay giả. Mà không biết thiệt hay giả mà mình nói, mình khẳng định cái gì đó, đó thì là mình vi phạm luật pháp của Việt Nam, tôi đâu có giải. Tôi không có giải. Nói đến sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thưa quý khán giả, trong những ngày qua, nhất là ngày hôm nay, ban sáng ở tại Hoàng Thành, Hà Nội đó, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra nơi đây, đã thắp nhang để mà kính cẩn ghi nhớ công ơn của các vị tiền nhân và các vị đã hy sinh cho đất nước. Những hình ảnh mà Tổng Bí thư đến nơi đây rồi gặp gỡ các nhân viên đang làm việc ở nơi đây, thấy là Tổng Bí thư sức khỏe như vậy là khá tốt đó. Nên là trước đây những cái gì mà họ đồn đoán thì đều là suy luận thôi. Nên tôi đã trả lời với người bạn đó là những cái suy luận như vậy tôi không có dạy gì mà tôi vướng vào. Cũng như là bây giờ đó, ở bên nước Anh đó, Hoàng đế Charles đang bị gọi là bị ung thư. Có người thì nghĩ rằng là ung thư này, ung thư nọ. Có người thì khẳng định đó là ung thư tuyến tiền liệt, vân vân. Nhưng mà tất cả đều là dư luận thôi.
Vấn đề nằm ở chỗ là hoàng đế, quốc vương Charles có nói rằng là bị ung thư và đi nghỉ dưỡng. Còn ung thư như thế nào, ung thư ở đâu, tới giai đoạn nào thì làm sao mà biết được? Chỉ có bác sĩ riêng của quốc vương Charles mới biết được, hoặc là chính quốc vương mới biết được. Nên không thể nào mà lấy cái suy đoán của mình rồi mình nói là à, khẳng định này là khẳng định nọ, vân vân và vân vân. Thì tôi đã trả lời là cái kỳ mà vừa rồi lúc mà nói về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tôi nói tất cả những chuyện đó chỉ là suy đoán, phải đợi truyền thông chính thức họ lên tiếng thì mới biết được, thì tôi mới bình luận được. Còn bây giờ nó bình luận ở trên sự suy đoán đó không bình luận nổi. Thì kỳ này là có đưa hình ảnh đó thì cũng ý cũng nói rằng là Chủ tịch Tập Cận Bình còn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn là Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc đó, nói rằng là bị gì đó, có thể là bị ung thư này ung thư nọ nên nó là gầy héo nhanh chóng, vân vân và vân vân. Thì tôi cũng đã trả lời tin này nó không phải mới đây, tin này không phải mới đây, tin này là đã gần một tháng rồi. Những cái dư luận này đã được bên phía những người chống ông Tập và chống Trung Quốc nữa, nhất là những người trong nhóm Pháp Luân Công, họ luân lưu, họ gửi email, họ gửi mạng trên mạng nhiều lắm rồi. Họ nói rằng là ông Tập đang có bị một cái căn bệnh, có thể là ung thư tủy hay là ung thư gì đó. Rồi ông ấy đang tìm kiếm người thay thế, đang là tìm cách gọi là trao thêm quyền lực cho một người tên là Thái Kỳ, vân vân và vân vân. Tin này là đã có lâu rồi, cả hơn tháng rồi. Nên cái bài viết này cũng chỉ là bài dịch từ một số bài của bên như là báo của Pháp Luân Công, chả có gì lạ cả. Cách đây khoảng chừng 2 tuần, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã đến Thiên Tân, cũng đã duyệt binh nơi đó. Thì bài báo này cũng nói, ôi, cái hình ảnh năm ngoái thì phong độ hơn nhiều, năm nay trời lạnh như vậy mà mặc quần áo như vậy thấy ông là ốm hơn. Cái chuyến đi mà Thiên Tân đối với tôi, ông Tập Cận Bình nhìn khỏe hơn. Đối với tôi, hình ảnh như vậy là khỏe hơn. Vì thời đại này mập mà đưa cái bụng ra nó đâu có tốt. Ông mất cái bụng. Như bản thân tôi đây bây giờ là muốn mất cái bụng lắm mà nhiều khi mất không nổi. Nên đừng cứ nghĩ rằng là người ta có thể gì đó, người ta giữ gìn ăn uống cho khỏe thì lại lấy đó là ui dồi thấy ông ốm o hơn. Ốm hơn chút xíu nhưng mà đẹp trai hơn, phong độ hơn. Nên tất cả đều là suy đoán. Tôi trả lời với người bạn của tôi như vậy. Những suy đoán như vậy là không cần thiết. Đợi không lâu đâu, nếu thực sự là có bệnh á, thì không bao lâu hết á, sẽ có câu trả lời từ bên phía truyền thông chính thống của Trung Quốc. Cứ soi mói rồi nghĩ rằng là đây là sự thật, nó không phải vậy. Và hãy nhớ rằng là những nước theo đơn đảng á, như là Trung Quốc, như là Việt Nam, và ngay cả những nước mà họ theo quân chủ lập hiến, tình trạng sức khỏe của người lãnh đạo là bí mật quốc gia. Không muốn có những cảnh như vậy để xáo trộn. Thì chuyện mà ông Tập Cận Bình như thế nào thế nọ, đó là bí mật tối mật quốc gia của Trung Quốc, tôi phải tôn trọng chứ. Làm sao tôi có thể bình luận được trên cái điều mà những cái dư luận như vậy. Tôi cho rằng những cái dư luận đó là dư luận không có tốt. Nhất là những người mà viết bình luận, tôi đọc qua cho thấy bình luận viết thấy là rất là mất ói luôn. Họ suy luận là khi mà ông Tập Cận Bình mà bị bệnh như vậy thì là cái thể chế của ông sẽ bị sụp đổ. Tôi nói, tôi đọc nguyên văn có một
bình luận như sau. Qua bản tin đó đó, tôi càng có thêm niềm tin năm nay tàu cộng, bên hải ngoại thì lúc nào cũng gọi là tàu cộng, ở Trung Quốc là tàu cộng, sẽ sụp đổ hoàn toàn như Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu năm 1991. Chỉ có cái tình trạng sức khỏe của ông thôi mà tin tưởng rằng là sẽ sụp đổ chế độ hoàn toàn. Khiếp khủng không? Rồi nha. Còn suy luận một cách là ẩu tả, bệnh hoạn thêm. Đây suy luận bệnh hoạn thêm. Vì thời hạn của Satan đã hết, như vậy, đây là suy luận thêm không? Rất là bệnh hoạn. Như vậy, bọn Việt Cộng và Bắc Hàn cũng tự động tan hàng. Lạ vậy đó chứ. Ông Tập Cận Bình bị gì đó rồi, nói là như vậy là tàu cộng, là chữ của họ đó, tàu cộng Trung Quốc đó, sẽ sụp đổ. Thì Việt Nam, chế độ Việt Nam và chế độ ở Triều Tiên cũng sẽ bị sụp đổ. Tôi chả hiểu mấy ông này ông suy nghĩ sao. Cái đầu mà gọi là ông nào khi viết lên trên mạng cũng là vỗ ngực xưng tên trí khôn, thông minh, đủ thứ, hiểu biết thời sự. Mà chỉ có cái sức khỏe, nếu có đi nữa, nếu cái sức khỏe của ông Tập Cận Bình mà họ suy đoán thôi, chả có bằng chứng gì hết, thì cho rằng là Trung Quốc sụp tới nơi rồi. Và Việt Nam cũng sụp tới nơi rồi. Việt Nam tức là thể chế bây giờ sụp tới nơi rồi. Thì tôi nói với người bạn đó, thấy không? Tất cả đều là tầm bậy tầm bạ. Mà tôi ở hải ngoại từ năm 75, tôi biết rồi. Cứ loay hoay ba cái gì đó. Vì sao? Vì không còn có cách nào hy vọng đánh đổ được chế độ, thì mới tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái nọ để mà nuôi hy vọng. Nuôi hy vọng là ông Tập Cận Bình sức khỏe bị trục trặc, thì khi mà ông sụp đổ hoặc là ông bị cái gì đó biến động ở Bắc Kinh thì Việt Nam cũng sẽ bị biến động và Việt Nam cũng sẽ sụp đổ theo. Là như vậy đó. Cái đó là nuôi hy vọng hão huyền. Liên Xô năm 1991 tan rã, Việt Nam vẫn vững như bàn thạch. Đó, bằng chứng đó. Hồi đó tôi nhớ đó. Ai cũng lý luận là Liên Xô mà sụp đổ là cái nôi của Cộng sản, cái nơi nôi của cách mạng mà đã tan tành thì các nơi khác sẽ tan theo, trong đó có Việt Nam. Nhưng rồi sự thật đâu có đến như vậy. Việt Nam vẫn đứng vững như bàn thạch, Trung Quốc vẫn đứng vững như bàn thạch, ngày càng vững mạnh hơn nữa cơ. Triều Tiên vẫn đứng vững như bàn thạch, Cuba vẫn đứng vững. Bây giờ nói rằng là Trung Quốc nếu có chuyện gì đó thì đó là suy đoán thôi, mà suy đoán cái đó không có cơ sở căn cơ mạnh, mà chỉ là suy đoán thôi. Thấy ông Tập Cận Bình ân cần với ông Thái Kỳ nhiều quá, thì bên phía của những người mà không ưa ông Thái Kỳ tung tin ra rằng là ông Tập Cận Bình sắp sửa trao quyền cho ông Thái Kỳ, làm như Đảng Cộng sản Trung Quốc không có cơ chế vậy đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếng nói của ông Tập Cận Bình là mạnh, nhưng mà quyết định vẫn là Trung ương, vẫn là Bộ Chính trị của họ. Nếu mà có mệnh hệ gì đó cho ông Tập Cận Bình thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cử nào là Ban chấp hành Trung ương rồi Bộ Chính trị, họ chọn ra người, họ bầu lên chứ. Trong quá khứ không cần có ông Tập Cận Bình thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn vững mạnh và tiến đến như thường đó. Cái thời kỳ tôi nhớ là ông Hồ Cẩm Đào nói rằng là ông Hồ Cẩm Đào là sẽ là làm thêm nhiệm kỳ thứ ba, sẽ không giao quyền cho ông Tập Cận Bình, giàu rằng ông Tập Cận Bình đã được trước đó là những người này người nọ ủng hộ. Nhưng rồi cuối cùng ông Tập Cận Bình thay thế thế. Tập Cận Bình thay thế một cách rất là ngon lành, ngon ơ. Rồi nào là những cái dư luận, nào là ông Lý Khắc Cường rồi vân vân, hoặc là đàn em của ông Giang Trạch Dân sẽ gọi là hất ông Tập Cận Bình. Cuối cùng có hất nổi đâu. Thế bây giờ nếu mà ông Tập Cận Bình, lý luận của họ đó là bị sức khỏe gì đó thì ông Thái Kỳ sẽ lên thay. Vậy thì những cái gì mà họ lý luận trước đây, nào là phe cánh của ông Giang Trạch Dân, nào là phe cánh của ông Hồ Cẩm Đào, để đâu? Họ phải qua một cái tiến trình sàng lọc. Tiến trình sàng lọc đó là quyền của bên phía của Trung Quốc, thể chế của Trung Quốc.
Nên tôi trả lời với người bạn của tôi là tôi tôn trọng luật pháp của Việt Nam thì tôi cũng tôn trọng luật pháp Mỹ. Luật pháp Mỹ cho phép nói tới đâu tôi nói tới đó. Như cái cuộc bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump á, thì có những cái vấn đề tôi nghi vấn thì tôi nói là tôi nghi vấn. Nhưng tôi không có dại gì nói à cái này cái nọ để rồi có một số kênh như một số kênh á, bị YouTube nó đánh sụp luôn á. Nó cho rằng là đưa những tin giả bình luận tầm bậy. Cựu tổng thống Donald Trump thất cử thì là thất cử chứ không phải giống như có cái kênh gọi là bịa chuyện hại người dám tuyên bố là cựu tổng thống Donald Trump thắng rồi. Đâu được. Chuyện nào ra chuyện đó. Thì tôi cũng trả lời là bây giờ đó, tin đồn sức khỏe của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Tập Cận Bình đó, đó là tin đồn. Tin đồn đó không phải là mới đây, tin đồn đó cả hơn tháng rồi. Nhưng mà những hình ảnh mà ông Tập Cận Bình xuất hiện đó, thì tôi cho rằng đó là những hình ảnh phong độ hơn chứ không phải là bệnh hoạn hơn. Giống như là những cái người mà chống đối suy luận đâu. Nên đừng có mà hoang tưởng. Còn nếu có đó, thì chuyện mà họ sắp xếp nhân sự là do Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ có cách của họ. Đương nhiên sự ảnh hưởng của ông Tập Cận Bình rất là lớn. Điều đó có. Thể chế của họ sẽ chọn ra người. Cũng như ở trong Việt Nam này á, đương nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là quan trọng, nhưng mà cần thì có sự sắp xếp mới do Bộ Chính trị, do Ban Chấp hành Trung ương. Đâu phải chỉ có một Tổng Bí thư trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nào là Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, vân vân và vân vân. Tổng Bí thư Lê Duẩn là người quan trọng như vậy rồi, nhưng mà khi ấy xong vẫn có người thay thế, đúng không? Nên là suy nghĩ toàn là suy nghĩ viển vông thôi, rồi nuôi cái hão huyền đó, chạy theo cái hảo huyền đó, để rồi loay hoay mất thời giờ. Tôi không có dạy. Tôi đã chứng kiến cái cảnh mà gọi là nuôi cái hảo huyền do những cái suy luận mông lung như thế. Đã mấy chục năm tôi thấy, tôi hiểu rồi. Nên tôi trả lời với người bạn, những cái bản tin như thế này không phải chỉ riêng của Việt Nam, các cái diễn đàn Việt Nam có. Các cái diễn đàn Việt Nam này lấy lại từ bên phía của những người của Pháp Luân Công này gì đó, thì nó cũ lắm rồi chứ không còn gì mới cả. Không có gì mới cả. Nhưng mà tôi cũng phải trả lời với người bạn của tôi. Tôi chả ngại gì hết á. Tự do ngôn luận nó nằm ở trong khuôn khổ. Phải biết luật pháp của Việt Nam như thế nào, luật pháp của Trung Quốc như thế nào, luật pháp của Mỹ như thế nào. Và tôi nói trong khuôn khổ đó không có nghĩa là tôi sợ ai hết. Mà tôi nói là vì tôi tôn trọng các thể chế. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.